Ngay lúc này đến gặp trực tiếp bà ngoại để tìm hiểu lý do vì sao bà ngoại lại đuổi hai vợ chồng khờ Đa Đát và Nén Vi đi ra khỏi nhà, thì anh em phải tá hỏa khi biết ra sự thật. Ngoại luôn coi. Bà ngoại này bớt chưa? Người ta cho gạo ngoại với đồ ăn đồ nhóc cho nó ý. Kính nhập vậy nhỏ này không đi tiếp á. Ngoại ơi, bây giờ nghe hai đứa nói là ngoại giận quá, ngoại tiễn nó ra ngoài đường luôn rồi. Bây giờ ngoại có suy nghĩ lại không ngoại? Ngoại không coi gì hết. Bây giờ hai đứa nó ra ngoài đường luôn rồi, ngoại suy nghĩ lại cho hai đứa nó vô nhà đi. Tại vì nghe bà chị ba nói là bên phần đất nó là ở tâm linh đó không được á. Mới đi nè, con nó đi nhập viện thấy em nó bận vậy, nói em nó ăn cắp áo của con của nó hai vợ chồng luôn, mà tôi nói không có đồ của nó, của em cho đó, để xuống phơi để vặt máy cho nó khô cho cháu. Nói nhỏ này quậy đồ của nó, ăn cắp đồ của trẻ con nó, không phải cho em cũng được nữa, cho đi không chịu. Cái này còn ngoại để lên cho nó khô đi, để vặt máy khô lên cho khô, đừng cho cháu bận ướt vậy đó, không cho cháu bận ướt đó. Đà Đát chỉ đang gì qua đứng kế ngoại coi, ở ngoại coi. Ngoại không xấu, có theo cái lời của hai vợ chồng cháu nói đâu, trời thật mà mãi ăn trúng bạc kia chứ măng đó. Ngoại nhập viện có con nào đi thăm ngoại ở cho mà cho ngoại 50 là 20 ngàn, như không có. Ờ, đứa nó không có tiền. Có không có thì thôi, mà mình nói vậy như vậy, mình nói ngoại như hồi nhỏ tới lớn lên vậy á, người ta nói không, bà không có thiếu tiền đâu, bà không mua khô gì ăn cháo đi, cho nó không có tiền. Tôi lại nhập viện cũng có 20 ngàn rồi bà. Mà ngoại ơi, ngoại, mà bây giờ là hai đứa nó là ngoại cho nó ra ngoài đó ở luôn hay sao ngoại? Nhà này có tập bộ anh ta không có ở, thằng ngoại còn ở đó. Bên một khúc có bên con nữa, né nhà này nữa. Ủa gì lại nhà này ở được hả? Ôi nhỏ này ở hai vợ chồng á. Hỏi luôn để nhà hỏi nay chồng. Ở chuồng gà, cái đó chuồng gà. Chuồng gà đó, nó ở vậy đó. Nó ở bên đó chuồng gà đó. Không sao ở. Ở hai vợ chồng đó. Chứ con ở đây nữa. Ừ, ở đây nữa. Nhưng chuồng gà nó ở ngoài. Có chuồng gà ở sao được ngoài. Hỏi đi. Ở đây nè. Đầu tiên ở bên này nha. Không ở bên tôi đâu. Cái sắp xếp sao ở bên đó nữa. Cái bữa bên đó ngoài nó ở trước cái con gà chưa luộc không, tại tối luôn mà nó đau nước nữa rồi, nó đi nhập nữa nữa. Thấy nhập lắm thì nó bỏ ở trong cái nhà, đi vô là không được. Đi mà không thương đó nhé. Đi coi con gà, cái lông gà, cái cơm nước gì nó thui, nó đổ bỏ giờ, cái chảo nó chưa rửa, nó để đó đi ngâm nước, ngâm rồi thôi chừng nào hết bệnh thì rửa. Nói em lấy áo ăn cắp cho nó, không phải là nó lấy bà ngoại để đổ lên cho phơi. Nếu mà con cho em bệnh cũng được nữa, em bệnh thành công hay nói vợ đi thợ chồng nó cũng luôn nói em vậy. Em nhỏ tức, nhỏ muốn đi khóc tôi, áo của tôi, bừng nó của tôi. Bây giờ gần học rồi, không có quần áo, không có tiền. Tức là nhỏ nó lấy đồ rồi, hai đứa nó la rồi, ngoại giận rồi, ngoại đuổi hai đứa này ra luôn. Hay sao ngoại? Ừ, ngoại nhận nhà mấy tuổi con đi thăm bả. Thăm không thăm, thôi không có gì hết con. Không bả sống lâu đâu. Năm nay 71 rồi, biết ở lâu không? Chắc là không lâu. Thế là ngoại dặn là hai đứa không đi thăm ngoại hay gì? Cái gì nói sâu ngoại? Bà mới vô gặp ngoại nuôi cho mấy bà. Ngoại nuôi hay nhỏ tơi lớn, nó không biết là ơn nghĩa ngoại làm sao, sao này kia nó không có. Bộ cho bà theo dõi đi. Xác minh mấy người ở xóm luôn á, đừng có nói bà ngoại này tốt sâu vậy, xác minh. Bà
xã nè, ở xóm nè, xác minh đó, bà Duyên này có tốt hay xấu gì đó. Với bà con cũng nói hai chồng nó khờ đó, không được minh mẫn như khờ khác vậy, đó. Bà con người ta không có suy nghĩ là con người ta khờ, con nguộc, người ta không nói. Con ngoại này già rồi, nói bên trước bên sau, bà bệnh gì lắm. Có ai điện nè, con nhỏ này nó nhập viện, nhỏ ngoại nhập đó, bác sĩ nó nhắn nè. Di à, hai chồng mày đem đi coi em bữa, hai bữa không đi đâu. Khô bả mua miếng á, để chưa ăn nó, con không thấy Di mua khô đó. Đem gửi, không bây giờ đem đi, giờ khô nó mọc hết trơn rồi đó. Bây giờ tụi con lên vậy, tụi con có cho ý 50 ngàn không? À một 10 ngàn tiền việc này không? Không có hết. Lên vậy người ta nói ngoại có tiền nhiều quá, không mua khô, ăn cháo, ăn với muối. Tôi nói trời ơi, tôi có tiền đó, con nhỏ người dân tộc nói ở nước bên kia. Tôi thấy bà lên, bà nói không có tiền, tôi không tin tưởng bà. Tôi nói trời, có trời con, trời thật. Ôm một mấy người đó không có cho 20 ngàn. Tôi nói cho 10 ngàn, 20 ngàn với cho ngoại đi, mãi già, tụi này già rồi làm gì có ra tiền đâu. Cái bữa đó cái gì đó cái đồng giác, ông giác đó, đi giác cho người ta rồi được 20 ngàn, nghỉ theo đường á, đau bụng rồi, bắt đầu đau bụng từ từ rồi đi về tiệc, không có tiền đi ông ta nữa. Rồi hai cháu nó cờ bà cũng ba. Đừng có giận đó anh, chạy nghe tôi mệt quá, đi vô mày tới kêu em lên ui rồi nó khiên vô tiếp, nó khiên vô tiếp, rồi vô đây đây đi khiên tiếp rồi ra đi, tôi nằm quá. Dạ 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 dạ, vô nằm nghỉ mệt đi ha ngoại. Thì ngoại nói là hai đứa nó đi thăm, không không thăm thì thôi, nhưng mà thấy ngoại là cũng giận là do hai đứa ngoại nhập viện mà hai đứa nó không có đi thăm ngoại á, mấy bà con ha. Rồi chống phọc luôn. Bà già bác bệnh rồi nha. Anh đây? Em coi đi. Cái này là cái của bà đó ha. Coi anh em coi ở chơi nó coi hết đi. Bà không có tiền có không có. Cái này người ta cho nè. Còn cái này bà mua 10 ngàn. Chung ai cũng khổ, bà cũng khổ. Hai đứa nhỏ cũng khổ bà ơi. Mưa gió rồi, có bữa bán được, bữa bán không. Dạ, chống lộng luôn. Cái này dở hôm qua luôn hả? Đó đó, dở rồi đó. Dở hết luôn. Rồi cái mùng này sao không mang qua bánh văn ngủ? Không, mùng mới. Mới. Văn mùng mới ha. Ngủ lại đây ha, kỷ niệm ha. Lâu lâu qua đây cũng đêm. Rồi bây giờ thôi năn nỉ ngoại lần cuối đi. Năn nỉ ngoại coi bây giờ. Thôi gì cũng con cháu mà ngoại, tha lỗi cho nó đi ngoại ơi. Sao? Bây giờ vô năn nỉ ngoại coi sao? Nghĩ lần cuối đi, lần nào ngoại không đồng ý nữa thì mình đi luôn. Nếu mà tụi con á, biết suy nghĩ được bà ngoại, bà già lắm rồi, bà làm gì ra tiền, không có gì ra, không có làm gì ra tiền. Tiếp bà anh chút định cũng được ăn đi. Bà đi bệnh viện có gì đâu, cái này người ta kêu cho. Nhắn theo người ta nói bà không có cho tiền, còn bà ơi mệt mỏi giờ năn nỉ ngoại cây đáp rồi do người ta ghét bà nói xấu không à. Nói tiền thì lao không cho mấy ông này chuột thịt mơ nó xấu không à. Nè thì vụ ba bước có anh nữa, nó có anh cái bên đó. Cái gì làm gì mà nó hôi đi vô không được vậy? Trời luôn bà la phải coi trời ơi. Nước gà, lợi. Con gà trong có, lông gà, cơm đổ, cơm gan một cái chảo. Rồi, giờ nghe nè còn đó, bây giờ bà bớt bớt chút, lấy hốc cơm ra bỏ.
con cháu biết là mấy người trẻ trẻ không người già bố cháu con cháu đâu biết suy nghĩ. Giờ năn nỉ ngoại đi gì? Nghĩ sao bà cũng vậy. 100.000 nữa cũng không nghĩ được được nuôi một lần bộ. 10.000 cho bà già rồi không không có suy nghĩ từ đó là con cháu là chụp hình này bà biết. Biết người trẻ là nó tức còn mạng người già bệnh đau nhập viện nó cũng biết. Đi vậy. Ngoại ơi con cho bà ngoại 20 mua một tô mua một cục cao vậy bao nhiêu. Chứ giờ đó thì ngoại ăn được cho con ơi. Thấy lên điện thoại như ta nói ngoại có tiền đừng nói bà không có tiền người ta không tin tưởng người ta mới la hồi sáng này. Mua thôi ăn 5.000 đó tôi nói tôi không có là được cho trơn đi không có tiền cũng thua nhưng cái này thuốc còn mũi nữa hai đứa ngoài lần cuối rồi nghỉ ngoài đi ờ thì thôi giờ xin đi xin ngoài nói một tiếng đi tha lỗi cho con đi con khờ dại vậy con nên bệnh bán hết rồi ngoại rồi bán hết rồi ngoại đất đây có đâu con miếng nữa đó đâu có ở đây đây nào. Đất nhóc không cho ở nói đất bên kia có miếng nào ở ở đây qua chợ muốn bán buôn não cũng được đây muốn băng bữa nào đắt đầu băng cho người ta ai mà không thương con cháu là bên anh chị em của em là đã có phần gì hết trơn ha con này không làm thằng này nó băm đây đắt qua trời bên kia đắt nữa đây đắt nữa muốn băng bữa nào cũng được chồng á con người ta em người ta cho ở con nhỏ này ta không cho ở đắt bên kia đắt đầu ở ở đãi tỷ mai bữa nay ta về ơi còn mấy ngày nữa ta về hết trơn rồi bên thành phố vậy không có chỗ nào ở nữa ta lâu dễ lấy đất lại ở dư quá hay nghe vô tiếng vậy ta coi trong điện thoại ta chửi tôi biết bao nhiêu trăm người ta nói tôi ác với con cháu hồi nhỏ tôi lớn ai nói mẹ đi bỏ mẹ rồi bây giờ hai đứa quyết định sao nè hai đứa quyết định sao nhất là có năn nỉ ngoại lần nào chưa qua này có năn nỉ ngoại chưa năn nỉ thì bả đuổi ra lần cái mà ấy bả không có nhưng mà ngoại chuyện này cũng quyết định là không cho ở luôn hả ngoại